Hello, xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với bạn về một dòng máy khoan 10 ly chính hãng của thương hiệu Matech thuộc tập đoàn Makita. Đây là máy Matech sử dụng được khoan 10 ly. Và đây là cái máy chúng ta là thiết kế, đây là cái hộp này. Nhìn rất là cầu kỳ đúng không ạ? Và trên này nó sẽ có mã vạch và mã code để chúng ta có thể check được cái này sản xuất xứ ở đâu. Và tiếp theo đó là chiếc máy chúng ta. Đây, thiết kế ngoài rất nhỏ gọn, phù hợp với người Việt Nam chúng ta vì tay cầm rất là nhỏ, rất cầm rất là chắc tay. Để an toàn chúng ta khi mà chúng ta sử dụng lâu dài, chúng ta không sợ mỏi, mình tụt tay. Thì cho nên nó sẽ có logo của Matech để giúp các bạn tránh mua hàng giả, hàng nhái. Và sau đây nó sẽ có cái tem, trên tem nó đầy đủ thông số kỹ thuật của nó. Matech MT60 đầu khoan 10 ly, sử dụng điện 220V, công suất là 350W, tốc độ là từ 0 tới 3.000 vòng một phút. Thì nó đã cấp tốc độ đa cấp. Đây là cái cầu điều khiển tốc độ, thì tùy vào cái công việc của bạn, bạn bóp mạnh hay nhẹ thì đi được bao nhanh hay chậm. Và chúng ta sẽ có một cái cần gạt đó chia vào ra nè. Và trên đây nó sẽ có một cái tem nè, cho hàng giả đó. Và bây giờ mình sẽ test máy của bạn xem cái độ êm của cái máy khoan của chúng ta. Nó cột dây nó cũng rất là kỹ nè. Đây, đây là cò điều khiển tốc độ vô cấp, thì chậm chậm thì mình bóp nhẹ. Đây bạn sẽ xem này, còn muốn mạnh thì chúng ta sẽ bóp mạnh hơn. Đó, rất là êm, cực kỳ êm luôn, các bạn có thể nghe cái tiếng của nó. Thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về dòng máy khoan Matech MT60. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu bạn thích, bạn hãy subscribe dưới like để có thể cập nhật những video nữa. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.